khởi tâm thôi. Thế mà hay thì thích, đến mà dở thì ghét, đấy là lỗi ở xấu thì trong miệng mình đó. Mắt theo hình sắc và mũi thì theo luôn, lưỡi thì vướng vì ngon, tai thì vướng miệng, mắt theo hình sắc, mũi theo luôn. Vì như vậy mà mình cứ lang thang làm khách không tâm mạnh, tức là cứ sanh tử luân hồi mà lang thang mãi trong sáu nhà luân hồi không ra khỏi được đó. Là cho nên ngày các quê hương muôn vạn tình, nghĩa là càng ngày mình càng xa thì chân tâm của mình cứ đi ra ngoài, không bao giờ trở về lại cái bản thể của mình là bất sanh bất diệt. Bây giờ nói như anh nói lại, nghĩa là cái tấm mình vốn nó thánh tình mà trắng sáng, mà nó vô hình vô tướng, mà nó bao trùm hết tất cả tam thiên đại thiên thế giới, không có cái gì ra khỏi cái tấm mình. Ví dụ nói về vật thể thôi, có cái gì mà ra khỏi cái hư không này không? Vạn tường tất cả núi non sông ngoài, cho đến quả đi câu đi nữa, cho đến cái thân của mình nữa, cho đến nhà cửa, bất cứ một cái gì có hình tượng, có cái nào mà ra khỏi cái hư không này không? Bắt mình phải ở trong tâm, từ nơi cái không đó mà mình mới tạo nên tất cả vạn vật được. Nếu hư không mà đặt cứng thì làm sao mình mới tạo được cái gì đó? Nhờ hẳn là hư không, mà cái hư không nữa là thằng sẵn rồi, gọi là cái tánh không, đó là một cái là có sẵn như vậy rồi. Cho nên nhờ cái không đó mình mới tạo ra được nhà cửa, xe cộ, làm đủ thứ hết. Ví dụ như đang cái vật đất này đang trọng, không có gì cả, hư không, tự nhiên mình xây ra một cái nhà, cái khởi tâm của mình vào pháp dưới tâm. Mà tâm này là tâm thức, cái tâm này á, là cái tâm vọng, chúng phải là tâm chân. Khởi tâm lên là vọng rồi, là cái thức phân biệt. Khi khởi đến mình làm, muốn làm cái nhà thì mình phải kêu thợ, kêu đồ, phải làm ra tiền, rồi kêu đủ thứ hết cả, mình ráp đó là đủ duyên cả, mình ráp thành ra một cái nhà, đó là nhân duyên mà hòa hợp thành một cái nhà. Thì trong cái nhà này á, ở ngoài là như không, mà ngay trong cái nhà này cũng là cảnh không. Nếu không có thì không ở bên trên này, làm sao mình nên di chuyển được, mình đi tới đi vô đi vô đi ra. Thành cái không này mới là quan trọng, chứ không phải là cái vách tường rồi là quan trọng. Ngay trong cái thân thể mình tưởng mình đây là chắc chắn, là như là một cục nó chắc chắn rõ ràng, nhưng sự thật hẳn là rất là nhiều cái yếu tố mà dương hợp với thành cái thân mình. Không có, nếu như không có cái đất được gió lửa dương hợp lại, nó thành cái thân mình được hẳn hẳn là nhiều đủ thứ nghệ thuật hợp thành. Bây giờ là cái nhà thì ở ngoài cũng không, ở trong ruột cũng không. Rồi những con người mình hẳn ở ngoài mình cũng không, mà ngay ra cái bản thân mình đấy hẳn cũng không. Nếu như thì miệng mình không trống á, thì lấy gì mà mình đưa đồ ăn vô được? Mạch máu mình nếu như không trống không á, thì làm sao máu mình đi chuyện được mà nuôi thân thể? Cái bố tử mình cũng trống không, lấy đâu mà đồ ăn nó vô được? Tức là ngoài cũng không mà trống cũng không. Đó. Đôi khi cái thân này nó tan rã hay cái nhà mà rã đó trở về lại với không, cái trước không sau không, mà ngay đường thể đầy cũng là không luôn. Đó. Tức là cái không mà nở mới là cái quan trọng, còn về cái tướng này á không phải quan trọng. Bởi vì nó duyên hợp thì nó duyên ta, đủ duyên thì nó hợp lại thành một cái vật thể, mà hệ duyên để là nó rã ra, thành nó không có cái tư tánh của nó,
bản thể nó là không, đó là hoàn toàn là không. À, thì bây giờ cái tâm, cái chân tâm của mình á, hẳn cũng là vô hình vô tướng, hẳn so sánh hẳn giống như không vậy, giống như không có nghĩa là vì hẳn vô hình vô tướng, cho nên hẳn giống như không. Mình hư không là mình có nắm bắt được hư không không? Không nắm bắt được, mà hư không mình cũng có thể thấy nó được. Thành hồi vị thì chân tâm của mình hẳn cũng giống như không được, nó bao trùm hết tất cả, không có cái gì ra ra ngoài. Mà nhớ trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã dạy, trong kinh Hoa Quang Nghiêm là nói cái hư không á, trong cái tâm mình á, giống như một đám mây ở trong bầu trời xanh. Đã đủ biết cái tâm của mình là nó ghi gớm như vậy rồi, nó bao trùm cả cái hư không nữa, giống vậy. Thành cái hư không này là cái chân tâm mình giống như hư không, đó là so sánh là như vậy. Nhưng mà chân tâm của mình không phải là hư không, cái tưởng nó không có tưởng thành vị giống như hư không, nhưng mà nó không phải hư không. Tại sao? Vì hư không là vô tri, không biết, mà mình là hữu tri, mình là có cái biết. Không có ai là người trong tu không biết hay cả, ngoài người ai cũng phải biết hết. Nếu mình không có cái biết là mình chết rồi đó. Như một người chết rồi, nằm trơ trơ rồi, mắt tai mũi lưỡi con ý nguyên, mà ai muốn đánh, muốn đập, muốn bưng đi bưng sẽ đem vô thiêu, lo thiêu biết gì đó. Là bởi vì cái chân tâm của mình nó đã ra khỏi cái thân đó. Mà thiệt ra vì mình cũng mắt mình trần tục, cho nên mình thấy để có cái vật này thì gọi là có, mà khi nó tan ra rồi gọi là không. Cho mình thấy ngay mình đang đương thể đấy nó đã là không rồi, vì nó là duyên hợp, bản thể nó không có đó. Thành ra là không là như vậy. Thì không là mình rất là quan trọng. Thì đối với cái vàng vật nó gọi là pháp tánh, nhưng mà cái tánh của nó nó gọi là pháp tánh. Mà ở nếu trong người mình thì gọi là phật tánh. Nhưng mà phật tánh và pháp tánh là một, chứ không phải là hai. Cái tánh tâm của mình là bao trùm hết tất cả, không có cái gì mà ra khỏi cái tâm của mình hết. Thành tâm của mình là lớn lường châu xa giới, là hẳn lường hẳn lớn vô cùng. Mà khi mà thu nhỏ lại thì nhỏ hơn một ký nữa, nên không có cái gì mà lớn hơn cái tâm của mình, và cũng có cái gì mà là nhỏ hơn cái tâm của mình. Tâm mình là nhỏ nên trong một ví trần cũng là nó, mà bao trùm hết cả cái vạn thể cũng là nó. Thì đó là không có tưởng. Cho nên khi Đức Phật mà ngài mà tu thành đạo là như thế này mới được. Dùng đầu không? Dùng đầu không biết. Khi Đức Phật mà thành đạo dưới của Bồ Đề là ngài mới chứng được là cái thể tại vô sanh bất sanh bất diệt đó. Ngài nhận ra quá vĩ đại, mà cái đó là cũng hình cũng tưởng bất sanh bất diệt, không có một cái lời nói gì diễn tả nó được, và không có cái suy nghĩ nào mà nghĩ tới nó được. Cho nên ngài nói chỉ là ta, cái chỗ mà ta chứng đó không có thể nói được. Vì vậy mà ngài muốn nhập niết bàn, bởi vì chúng sanh làm sao hiểu được cái chỗ mà bất sanh bất diệt đó, cái chỗ mà không có thể là bất, nó không thể nghĩ bàn, vì nó cũng nói dùng lời nói mà nói tới được, cũng không thể dùng cái đâu mà suy nghĩ được. Tại đó chỉ từ tu từ chứng từ thành Phật thôi. Mà chỉ ngay là mình cũng vậy, mình cái thể đó mình có, mà mình phải từ chứng lại, không có thể ai mà nói cho mình được. Cho nên khi Đức Phật ra đời
tài nghịch là đại sự nhân duyên mà ta ra đời này là chỉ cho chúng sanh biết thì trí kiến Phật. Trí kiến Phật không phải là của Phật mà của chính mình, của mỗi người. Cho nên khi mà Ngài thành Phật rồi một cái thì Ngài mới nói là thay tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tưởng trí tuệ của Như Lai, giống Như Lai như vậy. Mà tại sao? Bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể nào chứng đắc được. Nó như một cái áng mây che mặt trời tỏa sáng lại ban tối. Cái vọng tưởng phân biệt chấp trước mình che phủ làm cho cái ánh sáng đó không hiện lộ được. Bây giờ muốn cái ánh sáng hiện lộ thì làm sao? Phải dẹp cái vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó ba cái đó. Nếu mình dẹp được thì chấp trước tức là cái thức thứ bảy là của mặt na đó, mình tu là chuyển thức thân trí, thức thân trí chuyển cái thức thứ bảy là thằng mặt na. Thằng mặt na nữa là chuyển môn là chấp trước chấp ngã, chấp trước chấp ngã, thấy cái gì đó chấp thì là chấp ta hết. Cái gì là của ta, cái gì là ta hết. Thành chất ngã này, nếu như mình phá được cái chất ngã đó là thành là một vị a la hán. A la hán là phải chất ngã chất vật, thấy không có cái ngã, ngã như vậy là lão Phật nhập ra ta. Còn đến bậc Bồ Tát là phá cái thức thứ sáu, cái thức phân biệt, tập phân không biệt phải tại hai bên đối đãi hai bên. Mà thấy rằng cái thế gian này á có khi nào mà ra khỏi thì hai bên không? Thế anh mở miệng ra thì một là đẹp hai xấu, một là phải hai trái. Có khi mua anh mở miệng ra mà anh nói cái gì mà ra ngoài thì hai bên không? Mở ra mở miệng ra cũng không được, cái gì này để đi chậu, chỗ ta nghe cũng là phân biệt hai bên. Mà nếu như anh đứng một bên không được, anh đứng một bên nào thì lại có cái bên kia hả? Đối nhau. Nếu có cái đối bên kia thì hả? Có cái đối bên này. Cho nên đến mình cũng là cái thể đó. Đó là sự vượt ra khỏi đối đại hai bên này. Cho nên gọi là pháp môn và bất nhị, nó phải vượt lên trên cái hai bên đi. Đó mới là chính là Phật đã ra khỏi mọi sự đối đại. Tức là đến cái chỗ đó hoàn toàn là vô tâm vô niệm. Vô tâm vô niệm thì nó không có một cái niệm gì. Tâm tâm mình hoàn toàn bất đồng mà tâm phải. Đó. Thì khi đấy mình là trở về mà trở về cái bất sanh bất diệt đó. Nó khi nó ở chỗ nào có nó hết á. Mà chị nó chưa. Đâu khi nó có hình tượng đâu mà có chị được. Hắn được như thế thì cái anh ấy, cái ba mà mình chị được. Vô tưởng đó, anh chị không có được. Nhưng mà không chị được, nhưng mà nó có chứ không phải là không có. Nếu không có nó, là cả thế gian này là tan rãi. Mình cũng chết, sẽ không còn gì trên đời này nữa. Là cũng như vậy. Thành ra trong cái thể mình có hai phần. Một phần là bất sanh bất diệt, còn một phần là sanh diệt. Nếu mình đi theo cái phần sanh diệt là mình chỉ đi mãi trong sanh tử luân hồi. Cái sanh diệt nữa đó là thể gián. Thể gián là cái tự đại, cứ sống mà cứ chạy chạy ra ra ngoài không, không bao giờ mà mình trở lại nguyên tâm cả. Mình cứ phóng tâm ra ngoài thôi. Cho nên là bậc ngài hồi xưa
tâm nhân tâm là hoại, hai thì cũng thường thị hoại là những cái nguyện và tâm thân Phật lâm xã. Ngài nói phạm quan từ thị bộ phần sự, phạm quan từ thị là sao? Quay về trong tâm mình, không kỳ lạ. Nếu như mình biết tìm tìm Phật đó, là tức là ngoài cái tấm mà cái tìm Phật đã đó là sự gọi là ngoài đạo. Ngoài đạo nghĩa là không đúng ở trong cái đạo của mình, thẳng đi ra ngoài rồi không bao giờ tìm ra Phật. Muốn tìm Phật là Phật quay vào bên trong, mình nhận ra Phật chính người là của mình, không có xa mình đi một cuộc đời. Ai là hàng thường hàng bất biến, là luôn luôn lâu ở đâu sai.